Hello, chào mừng các bạn quay lại series học WordPress cơ bản của thập phạm.com Bây giờ các bạn đã biết được một số tính năng cho WordPress rồi cũng như là biết cách sử dụng plugin rồi biết cách cài thêm bla 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 Nhưng bây giờ mà uh, các bạn muốn sao lưu những bài viết của các bạn sao Bây giờ mình thử mình hỏi các bạn trong một trường hợp này nè <laughs> Chẳng hạn như bây giờ bạn có cài một cái website trên localhost đúng không và bạn viết sẵn một số bài trên đó rồi để sau này chúng ta mua hot thì chúng ta đưa một phát thì lên luôn Nhưng mà chẳng may thay là cái máy tính của bạn á Cái máy tính chứa local host nó, nó, nó bị điên, nó bị hư đi Rồi các bạn không thể mở lên Thì chắc chắn là những dữ liệu trên website của bạn cũng mất hết luôn đúng không Cho nên ở trong video này Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm hiểu một cái tính năng rất khá là hay cho WordPress Đó là tính năng import và export các bạn có thể hiểu là tính năng này nghĩa là chúng ta sẽ xuất những cái dữ liệu post hoặc là page ra xuất ra bên ngoài và sau đó chúng ta có thể là à, đưa nó qua một website khác hoặc là chúng ta khôi phục lại trên website của mình và mình cũng nói luôn là cái chức năng này chỉ hỗ trợ chúng ta export tức là chúng ta xuất cái dữ liệu của cái bài post hoặc là page thôi chứ nó không thể xuất được những cái thiết lập như trong setting hay là gì ha còn nếu mà các bạn muốn sao lưu toàn bộ cái dữ liệu trên website thì sau này mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái cách khác đó là cái backup dữ liệu tức là chúng ta sẽ lưu toàn bộ dữ liệu còn ở đây mình chỉ nói qua về mà chúng ta xuất dữ liệu của bài post và sau đó thì mình sẽ import lại vào ha thì đầu tiên để mà truy cập chức năng này mình vào phần tools và phần export ở đây thì nó sẽ cho bạn chọn thứ nhất là chúng ta muốn lấy tất cả nội dung hay là chúng ta chỉ muốn lấy phần post thôi hoặc là chúng ta chỉ muốn lấy phần page thôi các bạn có thể là lọc những cái đối tượng bài post mà các bạn cần lọc ra ở đây ví dụ mình cần xuất tất cả dữ liệu của bài post thì mình chọn là post thì mình để nguyên ha sau đó mình ấn nút là download export file thì lúc này nó sẽ tải một cái file chấm xml bây giờ bạn vào phần download thì mình thấy là cái file chấm xml này của mình đó là nó sẽ chứa những cái dữ liệu của cái bài post trên website của mình thì bây giờ mình đã xuất ra một cái file XML rồi đúng không? Bây giờ mình vào phần post, mình xóa bớt một số bài này coi Rồi nó làm sao? Bây giờ mình vào mình xóa luôn cái bài này à. Và mình xóa luôn cái bài à, video này Mà Và mình vào phần test Mình xóa mất tất cả luôn Thì là là chúng ta chỉ còn ba bài thôi đúng không? Chúng ta còn ba bài Mà đúng ra thì chúng ta phải có 5 bài mới đúng Thì bây giờ mình sẽ vào cái phần tools và phần import này để mà nhập dữ liệu thì sau khi các bạn vào phần import thì các bạn chọn WordPress để mà chúng ta nhập dữ liệu của WordPress thì sau khi chọn nó cái lần đầu tiên mà các bạn sử dụng chức năng này á nó sẽ kêu các bạn cài thêm plugin là WordPress import thì mình chọn nó ha và khi mà chúng ta cài xong thì nhớ là kích hoạt lên Và chúng ta vào là phần import này thì nó sẽ ra cái bảng này. Chúng ta chọn cái file giống XML phần này. Sau đó ấn upload file and import. Lúc này nó sẽ kêu chúng ta là chúng ta đưa những cái bài viết đó vào cái tác giả nào. Ví dụ như mình muốn đưa hết vào cho thằng Cao Đức Viên. Còn cái phần này, nếu mà các bạn đánh dấu vào, nghĩa là nó sẽ tải toàn bộ những cái file đính kèm ở trong cái uh, tập tin uh, xuất ra đó vào trong cái website mà chúng ta cần nhập vào thì bây giờ mình ấn submit rồi và mình vào lại phần post mình thấy là chúng ta đã có 5 bài nhưng mà những cái bài mà chúng ta im, vừa import vào đó, thì nó sẽ nằm trong cái thằng auto là à, cộng tác viên 01 ha đó. thì đó là cái cách chúng ta sẽ sao lưu và xuất cái dữ liệu cái bước này nó sẽ có ích cho bạn nếu mà bạn cần di chuyển toàn bộ cái post hoặc là page qua một cái trang web nào đó còn nếu mà các bạn muốn sao lưu toàn bộ dữ liệu để mà khôi phục lại á, thì các bạn nên xem tới cái phần cuối thì mình sẽ có cái hướng dẫn các bạn cách sao lưu và phục hồi cái dữ liệu nó an toàn và nó đầy đủ hơn ha. Và dĩ nhiên thì chúng ta vẫn còn gặp nhau ở những video tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn.